cả nhà, bây giờ Hailey và chồng đang trên đường về San Francisco để rước cháu Hailey và rước cháu Hailey về nhà, và cũng có hẹn với một vài người. Đó là ai? Cả nhà hãy đón xem nha. Và hôm nay Hailey mặc một bộ đồ này, tiếng Việt gọi là đồ lam á cả nhà. Vì Hailey rất là thích đồ này luôn á. Nếu như mà ai muốn tặng quà Hailey sinh nhật, cứ mua đồ lam tặng Hailey, hay là áo dài, hay là áo bà ba, Hailey nhận hết đó nha. Tại Hailey cực kỳ là thích áo này, rất là thích áo này và áo dài với áo bà ba nè. Đi hôm nay mấy tiếng anh? 9 tiếng không? Dạ 9 tiếng luôn. Quá trời kẹt xe luôn cả nhà ơi. Cái kiểu này là 9-10 tiếng Hailey mới về tới nhà. Kiểu này là nhịn đói tới 9-10 tiếng luôn. Hồi nãy xém bị xe đụng nữa. Nhỏ mi trắng này nó tông vô bên hông của chồng Hailey. Chồng Hailey không thắng là kịp, là bị đụng trên đường cao tốc á. Sợ chết luôn. Do nó kẹt như nè. Chồng Hailey rất là buồn ngủ á. Nãy giờ anh cứ tự tán mình cho thức. Giờ ghé chỗ này để mua nước như mua đồ ăn anh. I can get Starbucks for you, but the line is hella long. It's okay, không cần đâu. I'm just gonna get gas and soda. Chỉnh mặt buồn ngủ kìa. Damn, there's like 40 cars in the drive. Bữa nay weekend đông quá. Yeah. Mình nửa đường chưa anh? No. Chưa hả? Pass LA. Nãy giờ chưa được nửa đường nữa cả nhà. Chạy quá lâu luôn. Về cực quá, tại vì nó rất là đông luôn. Mấy cái chỗ này rất là quen thuộc luôn cả nhà. Từ xưa đến nay hai chồng đi trên đoạn đường này cứ ghé vô mấy cái chỗ này riết là quen luôn, quen thuộc luôn, không biết mấy trăm lần rồi ta. Tại vì sống ở Mỹ từ năm 1997 á, đi mấy con đường này đi riết là mòn bánh xe luôn. Chỗ nút xăng này là bự. He's discovered, right? Lúc xưa mà Hailey không có bệnh nữa cả nhà. Hailey rất là thích, giống như là mình đi trên đường vậy nè, cái mình ghé mình mua đồ ăn, mua đăng cái mọi người trong xe mình ăn. Thì hồi xưa Hailey thích nhất là vô Popeye. Đó, Popeye là cái chỗ nó bán gà rán. Cái hiệu này ở Việt Nam có nè, đúng không? Sài Gòn có nè. Hailey nhớ là Sài Gòn có Popeye á. Thì Hailey là thích ghé vô đây mua Popeye ăn, ngồi xe ăn. Còn giờ bệnh không có ăn được, khát nước uống không dám uống nữa, khổ lắm á. Gán nhịn mà mấy nay xe đông quá, nhịn tới 9-10 tiếng mới giờ tới nhà. Chỉ đem theo đúng một cái hũ nước gì nè, để đến giờ uống thuốc cho thôi à, chứ không có dám uống nước nhiều. Hũ nước này lúc nào cũng đem theo người hết đó, tại vì kinh nghiệm hồi xưa không có đem theo nước á. Mỗi lần đi đâu cái cần uống thuốc cái phải đi kiếm chỗ mua nước, cực quá thôi. Giờ hay liền mua bên nước để đây. Nhưng mà ngày nào cũng đem vô nhà để rửa nữa, chứ không uống nước cũ được trên xe nha, tại vì nắng nó ngấm cái chậu uống không tốt đâu.
tại vì cái chai nó là mũ. Pizza Hut, Taco Bell, Burger King. Trong mấy ly đổ xăng. Có mấy bạn nói là chị ơi, chị mua cái cây chống rung để quay phim đi. Có nhiều bạn nói là chị ơi, sao chị không mua cây chống rung đi. Thật sự ra cây chống rung đó là nhà Hailey mua rất là nhiều luôn. Mua tới mấy cây luôn, cây nào, loại nào cũng có mua hết á. Mà mình để vô nó lắc. Cái điện thoại của mình hoài vậy nè, nó lắc một hồi mình nhìn mình còn chóng mặt hơn nữa. Đó, Hailey với chồng Hailey á, nhìn họ bực lắm. Nhưng năng Google không có xài được gì đâu mà nó lắc giả man luôn, nó lắc quá lắc đi. Hay là tại hai chồng biết xài cũng không biết nữa. Thôi kệ đi, mà Hailey lỡ quay phim mà có gung cái nhà cũng thông cảm đi. Tại vì thật sự ra Hailey bệnh mà tai Hailey thật sự nó rất là gung. Nhưng mà tại trong hình á, nhìn nó không có gung nhiều. Nhưng mà ở ngoài á, nó vẫn rung nhưng cái nhà nó chưa có được bình thường. Đó. Cho nên cả nhà thông cảm với Hailey ha. Thì cũng rất là lúc nào cũng là cố gắng quay cho cả nhà xem rồi. Có sơ suất chút xíu thì cũng xin hãy bỏ qua cho Hailey nha. Bây giờ thì chồng Hailey đi vô mua nước uống cho ảnh đỡ buồn ngủ. Chứ trên xe nãy giờ ảnh cứ tán, ảnh bạc, nhéo rồi lắc rồi nhéo rồi tùm lum cho nó. Mỗi lần ảnh buồn ngủ là ảnh vậy đó. Mà Hailey nói bây giờ mình đầu chỗ nào đi, ảnh ngủ chút xíu đi rồi mình đi tiếp. Nhưng mà cái tật của ảnh, nếu như mà ảnh ngừng xe là ảnh không ngủ được, nhưng mà chạy xe thì lại buồn ngủ. Mà ngừng vô như vậy là ảnh tỉnh đó. Đó, cho nên không thể nào mà ngừng xe ngủ được thì phải tiếp tục đi. Và tiếp tục đi thì lại tiếp tục buồn ngủ, tán bật cười lắm. Lúc mà mới quen á, thấy liền nói trời ơi, ngồi trời, trên đời thế giới chưa giờ thấy ai mà lái xe buồn ngủ mà tán mà nhéo mà ngắt nè, mà tự hành hạ bản thân của mình như ảnh chưa. Ngộ lên, ảnh rất cười lắm, nhiều cái khác người lắm. Bữa nay mà Hailey mặc áo là bộ đồ lam nhìn Hailey hiền không cả nhà. Hailey nhớ mãi là Hailey bằng bộ đồ này nè. Mới vừa bước ra khỏi phòng cái ba Hailey khen Hailey mấy nay nhìn con đẹp quá à. Trời, cái cảm giác Hailey cảm giác là giống như là nó rất là ba mình nó khen mình. Thì đó là lần cuối ở nhà, lần cuối ba Hailey khen Hailey đẹp xong cái ai cho con với chồng Hailey đi rồi mới đi chùa cúng á. Lúc đó là Hailey ở xa, Hailey ở xa, Hailey chỉ về cuối tuần để thăm gia đình thôi. Thì tự nhiên cái bữa đó đi chùa, cái ba Hailey tự nhiên đợi chụp hình chung với chồng Hailey. Hailey thấy là ngộ rồi, hồi đó với ba Hailey đâu có thích chụp hình chung với ai đâu. Mà tự nhiên hỏi Dương mấy nay chụp hình chung với ba Hailey đó. Xong cái chụp đựng tắm là Hailey chụp đựng tắm chung với ba Hailey. Chồng Hailey chụp đựng tắm là cái đoàn đi chùa xong rồi thì ba Hailey mới đi đi chỗ làm của mẹ Hailey á, rước mẹ Hailey về. Thì cái đó là bữa chủ nhật, thì thường thường về thăm gia đình thứ sáu đi về thăm gia đình. Của chủ nhật là Hailey đi chùa xong là chơi chút là Hailey phải đi về lại nhà, bên nhà của chỗ chồng Hailey ở á. Thì cũng đi về trên lên xuống con đường này nè, tại giờ xưa cũng ở cũng con đường này lên xuống nè. Là cái đó là lần cuối đó cả nhà. Rồi sau đó là ba Hailey nhập viện, rồi nhập viện 3 ngày là ba Hailey mất. Nhanh lắm. Cái bệnh một khi người già mà họ bệnh đó cả nhà, nó không có giống như người khỏe của mình, người khỏe mình bệnh mình có cơ hội phục hồi.
còn người già đang khỏe gì ha, nhưng mà một khi bệnh là cứ nó xuống dốc luôn, nó không lên nữa nha, nó xuống luôn. Thì bà Hailey rất là nhanh luôn, nó diễn biến rất là nhanh, mình trở tay không có kịp. Trong vòng 3 ngày là bà Hailey đi mất tiêu luôn. Rồi đó là lần cuối. Cho nên Hailey bận. Bây giờ mới là lần đầu Hailey mặc lại cái áo này nè. Là lúc đó bà Hailey mất năm 2013. Năm nay 21 là cũng chắc coi 13, 27, 8 năm. Gì? Đám giỗ ba của Hailey sắp đến rồi nè. Đám giỗ ba của Hailey là cái tháng Du Lan đó. Tháng này tháng Du Lan đúng không? Thì tháng 8. Tháng 8 là không biết nữa, nó khó quá. Tại vì Hailey là đi theo lịch của người Tây của mình. Còn gia đình của Hailey, mẹ Hailey thì đi theo lịch của người của mình á, lịch ở dưới á, cho nên nó khó vậy. Hailey khó tính toán vậy á, tại vì Hailey thì tính lịch Tây, mẹ thì đi theo lịch người của mình, cho nên khó mà. Thì hình như là vòng vòng trong tháng này là đám giỗ của ba Hailey, là 8 năm ba Hailey mất. Thì sinh nhật của Hailey, Hailey cũng không có vui gì mấy đâu, tại vì sinh nhật của Hailey nó kế với sinh nhật của ba Hailey. Ba Hailey là 25 tháng 7, còn Hailey là 26 tháng 7. Nhưng mà lớn vậy chứ sinh nhật có lúc nào cũng lì xì Hailey tận trăm trong cái bao lì xì đỏ hết đó. Chồng Hailey cũng được $100. Lúc nào cũng vậy hết trơn á, sinh nhật là ba Hailey cho hai đứa, mỗi đứa tận trăm. Không có ai lì xì, không có ai cho quà, chỉ có mình ba Hailey làm điều đó thôi. Nên đó, cái tờ mà lì xì của ba Hailey cho đợt cuối á, Hailey vẫn còn giữ tới giờ luôn. Hay gì giữ đó để giống như là kỷ niệm á. Mà có khi nào mà giống như là cái kiểu mà chết đói quá không có tiền ăn á, thì mình lấy ra mình xài, giống như cái kiểu mà tiền emergency, cái nhà tiền mà cấp tiền mà giống như là tiếng Mỹ emergency là cấp cứu tại chỗ. Thì cái đó giống như là lúc mà mình nghèo đói quá không có tiền ăn á, thì mình lấy tiền ra mình xài. Nhưng mà nhiều khi không có tiền hay là cũng gắng cố gắng không có đụng tới tiền đó, không có đụng đâu. Tại cái đó là lần cuối ba Hailey lì xì, Hailey không có đụng tới đâu. Thôi bữa nay chia sẻ gì thôi cả nhà, tự nhiên ngồi đây mặc bộ đồ này cái tự nhiên nhớ ba Hailey à. Với lại tháng này là tháng sinh nhật á, cho nên nó ùa về. Mà cũng không ngờ bây giờ nhìn lại cái bộ đồ này là lần cuối là mặc chung với ba Hailey, rồi tới giờ mới mặc lại á. Cho nên tự nhiên nó cái cảm xúc nó ồ vậy, xin lỗi cả nhà nha. Tại vì ba của Hailey là giống như người bạn thân của Hailey á, hai cha con á, lúc nào cũng là Hailey mà có việc gì á cũng chia sẻ với ba Hailey á. Đến nỗi mà kinh người con gái á là người ta phải chạy lại mẹ đúng không, còn Hailey là chạy lại ba. Rồi đau bụng kinh nguyệt gì đó là ba Hailey cũng đều đi điều tra coi thuốc nào uống cho con mình hết bị đau bụng á, tiếng Mỹ gọi là cramping á, cramp á, bị đau bụng á, đau bụng kinh á. Mà mấy cái thuốc tây thì lại là nó không có work, nó không có hết. Rồi ba Hailey mới đi tìm kiếm là thuốc của người Trung Hoa, người Bắc cho mình á. Ba Hailey lúc nào cũng mua chi tìm thuốc này thuốc nọ để mua cho Hailey hết á. Mà cuộc sống của Hailey á, ba Hailey thật sự ra cơn Hailey như chứng mộng cái nhà đó. Nổi mà uống thuốc mà bị nhức đầu nhẹ cũng vậy nữa, bị nhức đầu cái ba Hailey cũng lấy thuốc cho Hailey uống, nhưng mà không có kiểu như là giống như là ba Hailey đem thẳng vô phòng, đem ly nước, đem viên thuốc đưa tới miệng Hailey uống luôn. Là ba Hailey thương Hailey ở đó, cho nên mỗi lần ba Hailey mắc á, Hailey rất là hụt hẳn luôn á. Nhưng mà cái kiểu hụt hẳn của Hailey á, tự nhiên nó không có còn khóc nữa cả nhà. Lúc mà ba Hailey mắng, Hailey không có khóc luôn. Lúc đó là Hailey rất là bình tĩnh luôn, làm đám ma cho ba Hailey, giống như là tụng kinh xong rồi. Chồng Hailey với Hailey là người duy nhất là chạy theo cái xe chở xác của ba Hailey á, đem thẳng đi thiêu luôn. Tại vì ba Hailey lúc mà còn sống thì chăn trói là Hailey không thích để cái xác của ba của Hailey trong cái tủ lạnh. Ba Hailey không thích, ba Hailey thích cái kiểu mà tử thì tán á, là chết mà phải là đi thiêu liền hay chôn liền á. Nhưng mà ba Hailey thì muốn thiêu.
thì cũng may là chồng Hailey tìm được một nơi có, họ thiêu gấp được. Mỹ là không có cái kiểu mà ấy, giống như là mình phải để vô nhà hoàng này kia nọ, rồi tủ lạnh, rồi tới ngày tới tháng đó mới được làm lễ đám ma. Cho nên họ phải rút máu ra rồi bơm thuốc vô này nọ trong cơ thể mình đừng có bị sình thối á. Bà Hailey không thích kiểu đó, cho nên nó cũng may chồng Hailey kiếm được một nơi cũng rất là xa, chạy 2 tiếng mấy luôn á, là chở xác bà Hailey vô trong thiêu xong rồi đem về nhà. Mà lúc đó Hailey bình tĩnh lắm nha, Hailey không có khóc, Hailey cũng tụng kinh đàng hoàng, không khóc. Rồi sau đó làm hết xong lễ xong này nọ rồi nó mới thấm cho người Hailey. Đó Hailey trong phòng đó, một mình mà khóc mình la mình hét lên mà mình làm cho nó đã, giống như là những cái nỗi đau những cái nỗi buồn mà mình cứ thầm giấu vô tới bây giờ là bắt đầu mình xả ra, một mình trong phòng mình la mình hét mình xả. Nhưng mà Hailey cũng tự hào là ba Hailey nói lúc mà chết á mình không có nên khóc hay là đụng cơ thể của người thân, tại vì nếu mà làm như vậy á là gia đình mình là cái người thân của mình nó họ không có được siêu thoát, họ đi không có đành á. Cho nên Hailey gán làm cái điều đó cho ba Hailey. Hailey cũng thấy là mình giỏi rồi, chắc ba mình cũng yên tâm đi, cho nên Hailey không có khóc gì hết, chắc ba Hailey cũng yên tâm. Thôi mỏi tay. Chúc có gì Hailey chia sẻ thêm nha. Chào cả nhà.